Có chín chậu chú anh chị nha. Đây là má tươi cả nhà. Trên đường đi nè gặp nè, mười mấy năm mới gặp lại nè. Có duyên ghê. Nhớ là chọn anh Thanh, mừng lắm. Thấy đó nè, 30 má thả nè, 10 rầm má thả, mà má thả là má thả nguyên chuồng không thả là mấy trăm con, đón chục có 20 ngàn. Mười mấy năm nay trước. Dạ. Rồi bắt đầu thả hả mẹ? Đẹp lắm rồi. Bay đi. Lon vỗ lòng không? Nó để ngay chỗ cây mát cho nó tỉnh đó, tỉnh đất. Con dưới chân nữa ơi, Xuân ơi. Cái chừng dưới chân em đó nha Xuân. Mỏng chánh kìa trời. Rồi ra rồi, còn vài con thôi. Ờ, Phật, bay rồi. Wow, nó bay xa lắm rồi. Rồi chim én. Thôi để cho mặt anh rồi. Rồi, góc nước rồi đó. Có lọc rồi đó, anh lăn anh có lọc rồi anh ơi. Cầm trẻ không? Rồi đi kiếm mỹ cho mặt cả nhà ơi. Hồi hướng đi la. Lon ơi, hồi hướng cho ba đi. Hồi hướng cho ba em đi. Rồi ba về. Đi bên nhà ba. Rồi, nó về nhà ha. Xong ha. Đem công đức phóng sanh. Rồi cho. Con để ba cũng ăn ơi, ngày nay đến quá rồi. Con xin linh. Kim thằng hồi đó ba thả mười mấy năm rồi đó. Mối ruột á, thả lận lòng lòng thì không mà chứ không có thả con. Nó có duyên ghê mà. Nãy tôi có gửi lời gì cho Le Le cái miệt biệt con thấy. Thì mới gửi rồi đó. Nó mới gửi rồi. Coi như cái giọng thôi á. Coi như cái giọng hả? Không có giọng má, má mới gửi cái chiếc giọng Trường Sơn của người phụ nữ cuối tháng như đó rồi. Là lời, cái lời quan là quan trọng cuối cùng tặng cho nó. Rồi nó có tới ba bữa nóng. Rồi, hẹn má Tư lại có một ngày nào đó thả phóng sinh con chim Le Le. Thì má Tư cũng phóng sinh với lại Hồng Loan cũng phóng sinh cả nhà. Mấy anh chị mà cả nhà. Bây giờ má Tư về cả nhà. Về bên đây. Gì vậy? Hả? Có thấy gì livestream trên kia luôn á. Ờ. Livestream đâu? Livestream kia của 12 đúng không? À. Trời ơi. Chị mới mệt rồi mới nghỉ. Ủa anh đủ phút rồi, cái anh đủ đi lâu. Đi lâu thôi. Ủa chị Loan đang bệnh hả? Thì má Tư với là Loan cũng phóng sanh cho hồi hướng cho cậu Năm Vũ Linh nha, cô chú anh chị. Thì má Tư cũng về cả nhà. Thì em Loan với Loan cũng hơi không được khỏe cả nhà, cô chú anh chị. Thì nãy tính hỏi thăm này nọ nhưng mà không khỏe. Thì mua chú anh chị thông cảm nha. Nó có đồng tiền nó lương thiện là được rồi. À, Long, anh vừa đang hai anh em mới vừa đăng ký ráp về luôn, chạy ráp thêm đó nha.
Rồi theo Cưng nghĩ bất ngờ mình tới là má Tư bóng xanh luôn ha. Bóng xanh luôn, rất là tuyệt vời cả nhà. Ngày một phút mà sắp tới đây thì cái ngày gà tò cũng sắp đến rồi. Đó, ở đây thì cũng cập nhật thông tin mới nhất từ shop của chị Hồng Loan cả nhà biết. Thì ngày hôm nay thì chị Hồng Loan cũng bị bệnh cả nhà. Chị Hồng Loan cũng bị bệnh. Nãy thì nhìn chị đến mặt họ cũng nhà. Hậu nhân thì đang đi mới về tới quay không có được từ đầu. Chưa nghe chị chia sẻ vì sao thì nghe mấy anh em nói là chị mệt, chị vô nghỉ chứ học cũng không có biết được đó. Thì thôi cũng quay cảnh sơ sơ cho cả nhà cùng xem của chú anh chị đó. Buổi chiều nhà ông Đoàn cũng buôn bán cũng đóng cửa như vậy cả nhà. Mỗi khi để của chú anh chị thì mua chú anh chị thì lại ủng hộ cho chị Mì Loan nha. Số điện thoại thì 0819581987. Cô chú anh chị có nhiều cô chú anh chị hay hỏi là số điện thoại của ông Loan là bao nhiêu, thì bữa nay hỏi đọc số điện thoại kia rất là dễ luôn chú anh chị. Một số là 1958 là số của cộng 5 chú Linh, là 1985 87 là của ông Loan cả nhà. Thì mong cô chú anh chị thì ủng hộ thì cũng như hai số đó rất là dễ nhớ là cô chú anh chị, cũng như năm sinh vậy cô chú. Thì Thổi cũng xin clip gửi clip cho cô chú anh chị xem luôn cả nhà. Cái clip hôm qua thì anh Lê Minh và vợ anh Lê, là vợ anh Lê Minh là chị Linh, thì hôm qua Thổi cũng có quay, thì thẳng Thổi sẽ gỡ video lên cho cả nhà xem cả nhà. Tại vì quay qua được có 3 phút mà cô chú anh chị nên nó không có được chỉnh chu được nhiều phút cho anh cha cô chú anh chị xem. Thì Thổi sẽ gửi lên nha, mong cô chú chị xem cái nha. Một, đó nữa, 1, 2, 3. Rồi thôi em xin tắm nữa nha. Rồi lỡ làm 3 tắm cho vui. Rồi okay. Để mình về cả nhà. Chào hai vợ chồng, chúc sức khỏe nha chị. Là mình với chị Linh về cả nhà. Lại đây. Bố ra khoan lan hấp chàm nè. Ra vườn nho ba mọi nè, đó mới chơi. Thôi trước khi về lên anh em vô chụp tấm hình đi. Chụp rồi, chụp hoài. Chụp chú cổng nè. Thôi khỏi đi. Sự kiện bán tắm câu view quá. Câu view quá. Quá trời, bị bích chân hoài thiệt rồi cả nhà. Anh em ghé xinh xinh để đủ 8 phút mà bún chân hoài thiệt rồi. Dạ, con xin chào bác nha. Chúc bác nghe bạn cho bác. Mình phải làm sao mà giữ cái tư thế, cái ngoại hình của mình cho nó. Ok. À, chút cũng hồi tay cũng hồi cho tao lắm. Dạ. Cảm ơn bác nhiều. Rồi, chào hết nha. Dạ. 300. 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
Chị ơi, chám, chị đi đâu hả? Thôi, tại chị đóng rồi. Ủa vậy hả? Tại chị đóng rồi, chị không đi á. Tại chị không chịu.